chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Khánh Vân bất ngờ hội ngộ Hoa hậu Thái Lan, hậu Miss Universe, mang đỏ sắc khiến dân tình trầm trồ. Trong hơn 10 ngày đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 tại Mỹ, Hoa hậu Khánh Vân đã được đồng hành cùng 73 người đẹp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, fan sắc đẹp Việt đều mong chờ hai chị em Thái Lan Việt Nam có màn đỏ sắc nhưng đợt mãi vẫn chưa thấy. Mới đây, dân tình không khỏi bất ngờ khi Khánh Vân hội ngộ cùng đại diện Thái Lan. Trong khuôn khổ tham dự cuộc thi, Khánh Vân và Amanda đến từ Thái Lan không có cơ hội ở chung phòng. Mỗi người đều có hội bạn riêng cũng như được chia nhóm khác nhau để tham gia các lịch trình. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, vì cùng là những chị em bạn gì Đông Nam Á nên cả hai đã thân thiết hơn, còn hẹn nhau đi mua sắm. Theo như chia sẻ của Khánh Vân, đại diện Thái Lan ở ngoài đời là một cô gái vô cùng dễ thương. Dù cả hai không có nhiều cơ hội hoạt động chung với nhau, nhưng mỗi khi gặp nhau, đại diện Thái Lan đều dành những lời có cánh cho trang phục của đại diện Việt Nam. Mỹ Nhân sinh năm 93 từng đánh giá đại diện đến từ Việt Nam là người ăn mặc xanh điệu. Cô nói, tôi đã gặp Khánh Vân rồi, cô ấy rất xinh đẹp, tôi thích những bộ trang phục của cô ấy. Phải công nhận rằng cô ấy ăn mặc vô cùng xanh điệu. Tôi rất thích cô ấy, tôi phải dành lời khen ngợi cho body và tính cách cô ấy nữa. Theo như ekip truyền thông chia sẻ với chúng tôi, hiện tại Hoa hậu Khánh Vân đang ở Florida, Mỹ. Vài ngày tới người đẹp sẽ đến New York để hoàn tất một số công việc bao gồm chụp hình. Ekip vẫn chưa quyết định ngày trở về của Khánh Vân do chưa có chuyến bay quốc tế. Cả hai vẫn sẽ ưu tiên việc về nước khi có chuyến bay. Khi về đến quê nhà, cô vẫn sẽ cách ly theo đúng thời gian quy định, 21 ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.